Kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Nam thứ tư ngày 12 tháng 4 năm 2023 của mình ngày hôm nay. Buổi chiều ngày hôm nay Lộc miền Nam trên kênh nó về được cái lộc, đó là cái con 17 ở trên đài Bạc Liêu. Chúc mừng tất cả anh chị em tin tưởng ủng hộ cái kênh. Tiếp theo mình dự đoán miền Nam ngày mai trên các đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng. Ở đài Đồng Nai mình dự đoán cái cặp 2882, ở đài Cần Thơ mình dự đoán cái cặp 0770, ở đài Sóc Trăng mình dự đoán cái cặp 1881. Anh chị em hãy tham khảo trong chiều mai. Chúc anh chị em nhiều may mắn và tài lộc trong chiều mai.